tác dụng không mong muốn và những lưu ý khi dùng thuốc. Thuốc benazepril có thể gây ra các tác dụng phụ như nhức đầu, ho, chóng mặt, mệt mỏi, ngủ gà, buồn nôn. Chào mừng bạn đến với Thuốc Tây TV, kênh chia sẻ thông tin về thuốc. Tiếp tục với chủ đề thuốc huyết áp, hôm nay chúng ta cùng thảo luận về thuốc benazepril. Thuốc benazepril thuộc nhóm thuốc ức chế men truyền angiotensin được bào chế ở dạng viên nén bao phim. Thuốc benazepril được chỉ định điều trị đơn hoặc phối hợp với các trường hợp tăng huyết áp, suy tim xung huyết, người bệnh thận mắc đái tháo đường. Cơ chế tác động của thuốc. Thuốc benazepril là một loại thuốc có tác dụng giãn mạch và giảm huyết áp. Thuốc benazepril thuộc dạng ethyl ester của benazepril. Khi thuốc benazepril vào cơ thể bị phân hủy ở gan để tạo thành benazepril ức chế được men truyền angiotensin, đồng thời ức chế bradykininase và kininase 2. Benazepril cũng có tác dụng giảm tiền gánh và hậu gánh ở những người bệnh suy tim. Ngoài ra, thuốc còn có tác dụng giảm protein niệu trên những người bệnh mắc bệnh cầu thận. Thuốc benazepril được hấp thu nhanh trong cơ thể và có thời gian tác dụng kéo dài 24 giờ. Sau khi chuyển hóa, thuốc được bài tiết qua nước tiểu. Chỉ định và chống chỉ định. Thuốc benazepril được chỉ định sử dụng trong điều trị tăng huyết áp và suy tim xung huyết. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng cho bệnh nhân mắc bệnh thận và đái tháo đường. Tuy nhiên, thuốc benazepril không nên sử dụng cho những người quá mẫn cảm với thành phần của thuốc, những người có tiền sử phù mạch do điều trị với thuốc ức chế men truyền, đang điều trị với alikizen kèm theo bệnh lý đái tháo đường hoặc đang điều trị với chất ức chế nebulizumab. Liều lượng và cách dùng. Thuốc benazepril được sử dụng để điều trị tăng huyết áp ở người lớn và trẻ em. Đối với người lớn, liều khởi đầu thường là 10mg mỗi ngày và có thể tăng lên đến 80mg mỗi ngày nếu cần thiết. Đối với điều trị suy tim xung huyết, liều khởi đầu là 2.5mg mỗi ngày và liều tối đa là 20mg mỗi ngày. Đối với trẻ em, liều khởi đầu là 0.2mg/kg mỗi ngày và có thể tăng lên đến 10mg mỗi ngày. Đối với các trường hợp khác như suy thận hoặc sử dụng thuốc lợi tiểu, liều khởi đầu là 5mg mỗi ngày. Trước khi sử dụng thuốc benazepril, cần được chỉ định bởi bác sĩ. Nếu quên liều, hãy sử dụng khi nhớ ra sớm nhất, nhưng không nên sử dụng gấp đôi liều. Tác dụng không mong muốn và những lưu ý khi dùng thuốc. Thuốc benazepril có thể gây ra các tác dụng phụ như nhức đầu, ho, chóng mặt, mệt mỏi, ngủ gà, buồn nôn. Một số tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra như hạ huyết áp, tim đập nhanh, phù mạch, mất ngủ, tình trạng kích động, hội chứng Stevens-Johnson, ban đỏ đa dạng, mẫn cảm với ánh sáng, tăng kali huyết, mất bạch cầu, giảm hemoglobin. Người dùng thuốc cần chú ý và báo ngay cho bác sĩ nếu gặp các dấu hiệu này. Thuốc cũng có thể gây suy giảm chức năng thận và ảnh hưởng đến gan. Sử dụng thuốc cần được theo dõi và chẩn đoán kỹ lưỡng. Sử dụng thuốc trong thai kỳ có thể gây tử vong cho trẻ sơ sinh. Trên đây là những thông tin về công dụng của thuốc benazepril mà chúng ta đã tìm hiểu. Hy vọng rằng video này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về thuốc benazepril. Lưu ý thông tin nêu trên không thay thế lời khuyên của bác sĩ. Hãy luôn nhớ tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc. Kênh Thuốc Tây TV cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay thì đừng ngại chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin cảm ơn, chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.